cổ nhân người ta nói là nhân vô vô diễn lự thì tất hữu tận u ha, người mà không có lo xa thì sẽ buồn gần. Tèo đem cái máy này qua là cũng không có cái gì nhiều các bạn, là chỉ là bon lại bốn ốc nền thôi. Đặng tèo bỏ dưới vỏ này nè, sợ bọn trộm nó ăn cắp cái máy của tèo đi. Nhưng mà nghe nói hôm nằm chim bao hay gì là thấy mất máy hả? Hả là nghe nói người ta trộm định nằm bao, nằm chim bao hả? Trời ơi, thấy không các bạn, giống như là có điểm báo trước đó là sẽ mất mít xu 1-3-1, thành ra bữa nay đem qua bon xin nền lại. Thì kệ đi, trước khi giật máy làm gì? Giật máy thì làm gì? Công tắc bật lên, một cái, hai cái, ba cái. Khoan, cái này là gì? Máy này đạp búa chạy chứ cần gì giật. Bon ốc nền xong rồi đó hả? Đúng rồi. Coi thử coi. Bên kia. Hai chân hai dưới hả? Lấy động chân. Đây là chiếc máy Mitsu của bạn Tèo nè. Biết Mitsu máy không? Không. Ai đời như bạn Tèo này không? Xài cái máy mà tới chừng mà nó cũ mềm như gì nè các bạn. Mà chưa biết Mitsu máy nữa, cái này là Mitsu 131 nha. Mấy ngựa biết không? Đâu biết cả. Đó, các bạn thấy không? Cũ nhưng mà nó cũng đầy đủ. Đầy đủ các bộ phận hết trơn, có cái bình xăng nó còn có con ốc à. Một chiếc máy về, chỉ biết là giật máy là chơi chân dịch xuống là chạy thôi. Chứ không cần biết gì. Vậy nó cũng đỡ lo. Thấy không? Không lo quá, thành ra giờ cũng không vợ không con gì luôn. Thì tèo đem cái máy này qua là cũng không có cái gì nhiều các bạn, là chỉ là bon lại bốn ốc nền thôi. Đặng tèo bỏ dưới vỏ này nè, sợ bọn trộm nó ăn cắp cái máy của tèo đi. Nhưng mà nghe nói hôm nằm chim bao hay gì là thấy mất máy hả? Hả là nghe nói người ta ăn trộm định nằm chim bao hả? Trời ơi, thấy không các bạn, cái giống như là có điểm báo trước đó là sẽ mất mít xu 1-3-1, thành ra bữa nay đem qua bon chân nền lại. Thì kệ đi, cổ nhân người ta nói là nhân vô diễn lự thì tất hữu cận u ha, người mà không có lo xa thì sẽ buồn gần. Thì hôm nói vậy cái mình nhớ lại cái máy này là hôm trước đó, là có qua mình sửa phải không, phải nói không? Ừ thì chắc cũng có cái một đi chứ không có cái thứ hai đâu. Đó là lúc đó là qua sư phụ của mình sửa. Nói sư phụ chứ là ông sư phụ này, ông sư phụ đầu tiên đó các bạn, ở vườn đó là ổng sửa máy cài nè. Cá tẹt rồi nè các bạn, tôm đe đồ nè. Mấy sửa đèn xong rồi rất là giỏi nhưng mà là không có cập nhật những cái máy đời mới đó. Ra đợt đó giặt cũng lâu hả? Nó mũi không? Đâu nửa ngày không? Đâu nửa ngày yeah. Lát rồi ông không làm hồi rồi ông là không là không thấy đường mà ổng năm nay cũng 70 tuổi rồi các bạn ơi, thật ra mấy cái mặt xanh đồ đâu có thông được, rồi ổng nói thôi quan đệ tử tao làm
chạy chạy lên thử nha Phúc. Cái 131 này nó ngon cỡ nào. Ở quê mình cái dạo này là cái nạn xì ke đó các bạn. Xì ke về tới quê đó thì xuồng vỏ rồi nó phá cẩn thận đó các bạn. Mình đã từng mất một chiếc vỏ như vậy nè. Là vỏ kinh doanh 7 mét mấy đó, với cái máy nó xu xu cũng giống giống vậy nè. Mình phá hai cũng phá nhưng mà ông trộm nó không có đỡ phá các bạn, mà nó cắt chỉ xích cái phải xích hai cũng phá 400 ngàn là đấy luôn rồi. Thì không có tưởng giờ giờ thì khóa cát không này. Bạn nào cần khóa mà chúng ta an toàn hơn thì khóa cát nữa các bạn. Hiện tại là mình cũng đang khóa cát nè. Rồi. Nè. Làm thấy cũ như vậy phải gắt cái hỏng đầy đủ là biết liền. Trời ơi nha. Máy tôi chạy hàng ngày mà phải không sao? Nó đẩy ra à, Mitsu 131 nè các bạn. Đầy đủ ra. Mấy năm rồi. Rồi nó mới mua con bằng ngành nó năm máy ăn máy à. Mà sao cũ dữ hả? Mua máy cũ khoảng bán 3 triệu. 3 triệu hả? Đầu máy không 3 triệu. Chịu thì cũng hơi cứng ha. Cũng được, miễn chạy ngon là ok là được. Dắt này giật được chưa? Được rồi, nó chờ nó lấy con ốc nó gắn thì luôn. Rồi dắt này giật thử thôi, dắt này thời gian mình chờ đợi mình giật máy nó nổ nữa rồi. Trước khi giật máy thì làm gì? Giật máy thì làm gì? Công tắc bật lên. Một cái, hai cái. Ba cái, khoan. Cái này là gì? Cái búng gió phải không? Cũng nhiễm quá ta. Mở hơn nữa được không? Nó bị căng là xo gà, thành ra giảm ra nhỏ không được. Cái này hồi chỉnh lại ra nhỏ chút xíu nữa nha Phúc. Giảm bớt cái lò xo gà ra, có nghĩa là kéo xuống hết gà mà cái lò xo nó vẫn còn chằng đấy. Thấy không? Đụng ngóc gì nữa nè. Đụng hả? Bỏ luôn. Đó. Rồi, bạn Tèo giật lại cái nữa coi. Có hiệu quả hơn không nha. Chạy gì luôn đi. Rồi, gặp tay luôn quá bạn, nhỏ quá không chạy. Rồi. Quá nhỏ à bạn ơi. Rồi. Khỏi đóng luôn. Bố thì hơi đảo chút xíu nè.
cần cũng ăn. Có gì không anh? Không có gì á. Dạ. Anh làm chủ hả? Dạ. Coi cái máy cho bạn này nè. Dạ. Máy gì đó mà bỏ chứ đỏ còn sợ mắt nó phải bon khi nào là lỡ nó ấn chưa. Rồi tắt dịch cái nữa anh ngại không? Máy này đạp búa chạy chứ cần gì giật. Rồi. Cái máy cốt hẳn là đạp búa chạy đó. Tới cái động cơm xô này nè. Mình đã từng đạp rồi mà chạy nhau. Chưa đổ vào đây cái gì? Khi chưa đang sửa chưa có đổ xăng. Anh lại làm gì vậy? Em hả? À, em tính lại sửa máy. Máy à? Máy gì? Máy sao máy? Phải coi mùa 1 có cái YouTube của anh mà túc ở dưới Cần Thơ chạy lên sáng giờ mới chạy mới tới đây. Cần Thơ mùa quyển nào? Tại thành phố Cần Thơ luôn. Thành phố hả? Trời. Gần 60 cây số đó nha. Anh tên gì? Tôi tên Dũng. Anh Dũng hả? Ờ. Không có cái này là sao vậy? May mắn là coi cái ủa anh đang có ốc vít đó đây không cơ bắt không cho mình không có. Ốc vít ở trên kệ. Con cái này nè, rồi mới biết được cái địa chỉ nè chứ thôi đâu biết được địa chỉ. À. Có này nó mới mò theo địa chỉ này. 60 cây số từ thành phố Cần Thơ chạy lên tới này. Đó, cái ở Kiên Giang chưa có giao nè, cái này ở Kiên Giang nè. Ừ. 11 ha, A 11 anh. 11 anh. Chứ A chỉ có 11 nha. Vậy hả? Nó bị gì? Bây giờ nó cũng đang chạy nhưng mà tại vì nó bị cái cốt nó phát đứt á. Cốt sao? Cốt sao nó bị xì nhớt. Với lại cái dàn hơi nó yếu. Và cái lỗ mũi á. Anh chạy bao lâu rồi? Máy cũ em chạy cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Cũng đủ vốn rồi. Em không có chạy thuê, em bơm nước mà, bơm nước vườn á. Tại em làm vườn, làm ruộng á. Còn chạy cũng ít ha. Dạ. Vậy là chưa đủ vốn, chắc nửa vốn rồi quá. Chung là phải thấy cái quý mến anh là thấy cái tài năng, đức độ thì chuyện đó mình không biết. Thấy coi như tôi đi đó. Thích rồi đi tìm khoái khoái đúng không? Dạ. Thảo thì từ Cần Thơ lên đây biết như Thảo phải không? Thì khoái đi chơi như bạn Lâm vậy. Không cái này đi tìm chứ không đi chơi. Dạ. Rồi chắc lại cho chạy đi. Chạy được cái này đưa xuống. Vậy. Đứng chưa? Đúng rồi. Trở lại chào ngủ mà là dạng như sắt nào. Quá không? Phòng ngủ là dạng chỉnh lên chút xíu phút chỉnh lên chút xíu phút mình chỉnh rồi mình chạy mình thử chơi thôi chứ tắt bây giờ tắt rồi vậy đi những cái những khi nó nóng nó chạy vậy đó cái ngủ rồi chạy ngay xíu à nó tắt luôn nữa trời nó ăn nóng mà tới ngủ nó không chịu chạy không chừng nữa có bị lần nào chưa bị hở về bị rồi tháo ra đi chơi hết ra rồi ship được nhỏ lại đó chị ha vậy mà nãy do nói là giấu hả mấy bạn này ưa giấu về sọc tá lá chơi ha nhưng mà may mắn cũng chồng chạy qua đã được bây giờ bóp nè này về đi hết sợ chạm nữa rồi
như tiền chích. Cái này hả? Quán chục ngàn đi bạn ơi. Em kêu tận tay. Em kêu tôi lấy cái máy thôi. À, rồi, phải đi chơi. Phải chở lên nó vũ. Chở xe ông ra lên nó không bám tới xe mà, mấy mấy chở cái đầu vậy, biết 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 biết. Dở vô bờ, tay mấy tay kia cầm vô. Trời ơi, để tôi, để tôi. Ừ, có cái máy nhỏ xíu mà tới 3 người đó. Cầm chích chặt. Có khi nào chạy hết ga thử không? Chưa hả? Đầu tôi xuống không chạy hết ga thử cái coi. Hồi đó giờ chạy khớp cho mi cho nè. Chạy thử cái nha, chạy cho giữ mới được nha, tôi mới chịu nha. Không chịu. Xuống đi. Rồi xuống. Này thử tài bạn tèo ra coi, chạy quá trời. Hồi đó giờ bò không à chứ không có chạy. Bữa nay cho chạy lớn nha, lớn thử coi nha. Bị tháo ra khớp hết trần. Ừ. Chạy quá, cái tâm nó thảy lên không khỏi khớp. Đảo vòng thôi. Rồi. Chạy tới là... Anh ở đợi xíu nha, để thử coi bạn tèo chạy cái tốc độ cỡ nào đó. Ừ. À, coi như là 3-4 ngựa thắng 11 ngựa rồi đó nha. Không sao, không sao.
quen rồi, thấy gì đủ đã mà cỏ gì đấy, rè chạy lạ được. Có cớ để đậu thừa nha. Hôm nay đi đâu mà cơm ghê bạn bạn rồi dữ hả? Đi tới đâu hả? Tên buồn. Đi xới cái máy cầm cọc đó hả? Đi quả quá. Không cái máy mà nhảy là xới gãy đó phải không? Không. Hay là đi xới, máy xới lớn. Máy 42 là 2 mình đó hả? Ừ. Hết mùa dịch rồi tới mùa xới đất. Muốn trời. Cái đó cái gì ạ? Cái gì anh Đông? Cái cạc lăng đó giờ nó xích cái phe, giờ nó giạt rồi, giờ xích ra phổi đập lại giùm cái. Rồi thôi dắt này cho bạn Tèo về đi chứ. Tèo cái vỏ cái máy, cái vỏ gì nè, còn sợ ăn trộm hồi tối nằm chim bao ngủ nó là thấy ăn trộm lấy, thành ra đem lại bon bố ốc nền nè. Ăn có gì nó lấy, nguyên cái vỏ cái máy luôn. Chút nữa. Hàng gì còn yếu hả? Thấy không? Anh Đông. Có gì nó lấy cái đầu không? Không sao ha. Kiểu này. Kiểu này cái máy nó vỡ luôn. Tối chắc ngủ dữ quá. Thôi nó chơi bạn Tèo ơi, có giận không? Giận không? Ôi ơi, cái máy này nặng được bao nhiêu rồi. Ông giận ông cũng không làm gì được tôi đâu. Trời ơi, trời. Tưởng đâu. Là xuống giờ rồi. Trời ơi, bao nhiêu đây? Không có gì giận thiệt, lấy làm gì. Bao nhiêu vậy, bao nhiêu, cặt lắm chứ luôn. Hả? Đặng lấy luôn vỏ. Cốt cá mình không mình nói chơi được nha. Là lạ nói gì ta cự đó. Đó, rồi anh đem cái cặt cặt đăng ra thử rồi. Nó hở, nó xúc cái phè nó hở cái hầm này nè. Quá. Mà mình sao miễn sao là ben vô là được phải không? Là lấy tiền phải không? Chưa làm lấy tiền, gấp quá. Không miễn ben là ta lấy tiền đó. Là đây cái chỗ bằng này. Cái kẻ này nè, cái chén anh bỏ nhà đúng không? Có chén này mình đủ. Trời, vậy là bắt tôi gấp luôn hả? Thôi ông nội ơi, cậu làm đo bằng đi, tao gấp cho tao gấp. Rồi ok. Phúc đem vô cho đó đó Phúc. Lấy thôi, bên đây nè nha. Ừ. Bên đây cái giạc, bên đây không có giạc. Thì anh ép đi, thằng nào giạc nó mới vô. Đó bây giờ là chịu cái này dưới. Cái này là để mèo ngoài, ép xuống lần này nó vô. Có hơi không? Không. Thì ta ép sống mà. Ép sống hả? Thì sợ sống cái đầu này vô nữa cái là nó dẹo ngang lắm. Thử mới được. Không, cái này để gần, cái này để xa, tự nhiên này nó vô. Đúng rồi. Này để gần, này để xa chút. Rồi giờ đó hai này chính xác đó là... rồi. Nó xích cái phe này nè, nó ra nó mới đập cái đồ dài. Rồi ok. Rồi, mình dừng video mình lại đây đi chứ. Dài quá. Nhúng nước đi.